Rồi, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả các bác trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì tiếp tục video, hôm nay bên Đặng Tín Audio sẽ giới thiệu các về cái dòng mic bãi xịn BBS GS298 này. Thì đây là dòng mic chính hãng bãi xịn của BBS. Đây cho mắt các bác đây. Đây là dòng mic đầu thu nhỏ BBS GS298 nhá. Hàng bãi xịn của BBS, tất cả đây hàng bãi xịn 100%. Dòng đầu thu nhỏ đời cao cấp của dòng BBS, trước đây mới loại em đã bán cho bác rồi. Và thực sự là số lượng hôm nay về không có nhiều đâu. Rất ít thôi, hiện nay hàng cực hiếm luôn. Đặc biệt là dòng BBS đầu thu nhỏ này sẽ rất là hiếm. Rồi các bạn theo dõi video cho kênh Đặng Tín Audio Simonai nhé. Hãy để bên Đặng Tín Audio Simonai và nhấn đăng ký kênh màu đỏ bên dưới cho em. Đây, đây là toàn bộ đầu thu của mic BBS này. Dòng mic đầu thu nhỏ thực sự rất chất lượng luôn. Đấy, hàng xịn chính hãng 100% của dòng BBS. Con này có thể làm sự kiện chuyên nghiệp và dùng gia đình, phòng hát chuyên nghiệp thì em nói luôn, em bao hay các bác. Riêng dòng đầu thu nhỏ này không hay, em không lấy tiền của bác luôn. Nói rõ quan điểm với anh em mình nhá. Đây là dòng 6 số tự ngắt đời cao cấp dòng GS298. Nếu bác nào mà đã biết về dòng BBS thì không ai là không lạ lẫm đến cái dòng BBS đầu thu nhỏ này cả. Đây, tất cả hàng còn rất đẹp nhá. Và đây là toàn bộ tay mic. Thực sự quá luôn. Tất cả hiện nay chơi của em gần như là hàng lô nào nó tay cũng đẹp này. Gần như em bán mic cho BBS hiện nay cho bác là tất cả nó đẹp đến như thế này. Thực sự quá luôn. Em dám khẳng định trên thị trường Việt Nam ít đơn vị nào có được dòng lô mic, những lô mic mà được đẹp như này, dòng BBS. Vì BBS hiện nay không phải ai cũng có thể kiếm được những dòng BBS đẹp như này. Đây là hàng 6 số tự ngắt chính hãng BBS. Thực sự luôn, cái chất âm của nó em nói không hay, em không lấy tiền của bác luôn. Hát thực sự nó rất là hay. Mua mới đập hộp bộ mic này có rơi vào tầm 8 triệu rưỡi. Nếu bác nào mua đập hộp mới bộ mic BBS GS298 này, mới đập hộp nó đang rơi vào dao động từ 8 triệu rưỡi đến 9 triệu, là biết cái phần cúp cao cấp nó như thế nào rồi. Còn đừng bác nào đòi hỏi là cái dòng này có hay dòng xua ấy không, hay hơn mấy dòng hàng mới không, nó luôn này. Trong phân khúc tầm giá hàng bãi tím báo giá luôn, không có một bộ mic nào được so sánh được với dòng này. Em dám khẳng định luôn. Đây, dòng mic 6 số đầu thu nhỏ nhá, tự ngắt. 6 số tự ngắt nhá. Đấy, 6 số tự ngắt. Em báo giá luôn, giá là 3 triệu một bộ, giá em vẫn để bình ổn giá cho các bác. Thực sự là số lượng không có nhiều. Các bác hết sức nhanh tay vì cái lô trước em về một phát là các bác đăng lên các bác hết luôn. Đấy, các bác đặt hàng quá nhiều luôn. Gần như đăng lên là các bác đặt hết luôn. Thì em số lại hôm nay về cũng chỉ có vài bộ thôi. 3 triệu một bộ em bao ship nhá. 3 triệu một bộ bao ship tặng đầy đủ giá phụ kiện qua. Một mức giá cực kỳ tốt cho các bác rồi. Chỉ với 3 triệu một bộ bao ship ở nơi tặng đầy đủ giá phụ kiện qua. Em nói luôn này, tầm giá quá tốt cho bác nào muốn sở hữu nhá. Đấy, chỉ với mức giá là 3 triệu một bộ bao ship ở nơi tặng đầy đủ giá phụ kiện qua, được chưa? Bác nào nhanh tay đặt hàng thì liên hệ cho em nhá. 3 triệu một bộ bao ship ở nơi tặng đầy đủ giá phụ kiện qua. Đây. Đấy, 3 triệu một bộ em bao ship tận nơi. Giá thực sự của các bác là giá sập sàn các bác chơi rồi. Giá không thể nào rẻ hơn nữa đâu. Người có nào hết sức nhanh tay nhá. 3 triệu một bộ. Hàng 6 số tự ngắt cho bác xem qua cô mic đây. Đây, cho bác xem qua cô mic nhá. Đây. Côn đây, côn trắng này. Đấy, côn trắng vải, côn này thì em nói luôn này, tiếng không hay em không lấy tiền, em nhắc lại các bác này. Cái dòng mic này không hay em không lấy tiền của bác nhá. 3 triệu một bộ em bao ship nhá. Còn về độ đẹp của nó thì em nói luôn, không có đơn vị nào luôn. Hiện nay trên thị trường nếu mà hàng bãi nhá, về dòng BBS em không phải nó khoe đâu, thì thực sự để mà nói có rất ít đơn vị nào có được tay bãi đẹp như này. Em dám khẳng định luôn, có thể tìm hiểu luôn nhá. Và rất ít đơn vị nào có dòng mic đầu thu nhỏ BBS này. Em dám khẳng định rất ít có đơn vị nào có dòng BBS đầu thu nhỏ này. Em nhắc lại giá là 3 triệu một bộ em bao ship. 3 triệu một bộ em bao ship tặng đầy đủ giá phụ kiện bác, được chưa? Đấy, 3 triệu một bộ bao ship tặng đầy đủ giá phụ kiện bác, chống lan chống đít, có đầy đủ chống đít luôn. Đấy, 3 triệu một bộ nhá. Bác theo dõi thì hãy để lại bên Đặng Tín Audio Simonai nhá. Và bác nào mà chưa đăng ký kênh màu đỏ nhớ đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em nhá. Đấy, 3 triệu một bộ này. 3 triệu bộ mic này em bao ship tặng đầy đủ giấy đăng ký cho bác. Nên bác rất yên tâm, tất cả hàng em bao đẹp cho bác như này. Đấy, 3 triệu một bộ bao ship tận nơi. Được chưa? Rồi sẽ test qua tiếng mic và đoạn karaoke nhá. Và nghe chất lượng nhá, nhanh tay nhá vì số lượng không có nhiều đâu. Hãy hết sức nhanh tay nhá. Hey, 5, 6, 7, tiếng cực kỳ hay luôn. Ali, 6, 7, 8, 9, 10, 2, Ali, 1, 2, 6, 7. Mọi nghe chất âm nhé, 3 triệu một bộ, em bao ship. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 2, Ali,
nếu chiều nay nỡ hẹn không về. Bộ hoa sĩ có nghe thì chưa, nó thực sự đáng đồng tiền luôn. Hàng mic 6 số đầu thương giá 3 triệu bộ hoa sĩ, tiếng mic cực kỳ hay. Để nói tiếng mic của VVS đầu thương của nó luôn, nó bán không thể chia được gì luôn, quá hay luôn. Có nghe tiếp nhá, 3 triệu bộ nhá, số lượng nó rất ít, có mấy bộ thôi, nó là nhanh tay là càng còn nhá. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mây bồi mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay niu hát giọt lệ sâu. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt lăng vàng. Rồi, tất cả bác nào có nhu cầu mua hàng thì hiện cho con số 0916 97888 nhé. Giá là 3 triệu một bộ bác ship. Và chào tất cả các bác nhé.